Tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Người tuổi Bính Thìn thì lại khác, họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy tuổi Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Bính Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong năm 2021 là năm mà tuổi Bính Thìn sẽ phải phá thái tuế. Một năm sẽ gặp nhiều trắc trở đối với con giáp. Vậy với con mắt tinh tế của mình, không biết tuổi Bính Thìn có thể nhìn thấu được những khó khăn sắp tới và vượt qua hay không? Trong 6 tháng cuối năm 2021, không biết tuổi Bính Thìn có được quý nhân nâng đỡ, tương trợ hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong 6 tháng cuối năm? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi video trong chương trình ngày hôm nay để đón xem vận trình của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi cô chú tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Trong nửa cuối năm này không phải là thời điểm quá thuận lợi đối với cô chú tuổi Bính Thìn. Vì vậy cô chú cần chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối diện với khó khăn. Thực chất cô chú vẫn còn khá trẻ tuổi, do đó chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Cô chú hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc hơn trong tương lai. Ngoài ra, chuyện đầu tư, kinh doanh trong thời gian này chớ nên vội vàng. Cô chú cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công. Cô chú nên để tâm tới điều này. Chính vì vậy, để có thể gặp nhiều may mắn và thuận lợi, cô chú tuổi Bính Thìn nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của cô chú tuổi Bính Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận, tử vi của cô chú tuổi Bính Thìn sau tháng cuối năm 2021 cho thấy con đường phát triển sự nghiệp của cô chú sẽ vướng phải nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn, kinh doanh cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động dịch bệnh, cung cầu thị trường. Vì thế làm gì cô chú cũng cần phải kiên trì, quyết tâm hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn. Ngoài ra, trong thời điểm này, cô chú sẽ dễ rơi vào mâu thuẫn với đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ, thậm chí là bất đồng quan điểm với cấp trên. Bên cạnh việc giữ vững lập trường, cô chú cũng cần phải tự nhìn lại bản thân
trước khi chê trách hoặc phê bình người khác. Nếu có lỗi sai, cô chú nên tự ý thức và có hướng sửa chữa, chớ nên đùn đẩy, đổ trách nhiệm cho mọi người xung quanh. Để mọi việc phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì cô chú tuổi Bính Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp cô chú hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp cô chú tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ cô chú phát triển công việc trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của cô chú tuổi Bính Thìn trong nửa cuối năm 2021 không được lý tưởng. Con đường kiếm tiền, làm giàu, thêm áp lực và khó khăn chồng chất. Chi tiêu cần thắt lưng, buộc bụng, cô chú đừng quá hoang phí, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nhất là chi tiền với mục đích phô trương, khoe mẽ. May mắn trong thời điểm này, cô chú vẫn có thể có được nguồn thu phụ từ các công việc tay trái. Tuy nhiên số tiền đó chỉ để bổ sung vào các khoản chi tiêu trong cuộc sống, chứ không quá dư dả. Nhưng cô chú đang đầu tư, kinh doanh cũng cần thận trọng khi đứng trước các cơ hội đầu tư. Bởi không phải đầu tư vào đâu là cũng có thể sinh lời tốt. Các cô chú hãy tiếp tục phát triển ở những mảng mình đã hiểu rõ, chứ đừng vội mở rộng phạm vi ra những mảng mình chưa hiểu. Ngoài ra, trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên những người tuổi Bính Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tân kinh. Phòng sẽ giúp hóa giải các phần hạn và xua đuổi những hung tinh xung quanh. Từ đó, mang lại may mắn, tài lộc đến cho cô chú. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân, bảo vệ, tương trợ cô chú tuổi Bính Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo, các cô chú nếu còn độc thân sẽ ít có cơ hội đến với người phù hợp trong 6 tháng cuối năm. Cô chú sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái bị động, chờ đợi người khác đến đối với mình. Còn với những cô chú đã có gia đình thì trong thời gian này, cô chú cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình. Nếu không, vợ chồng sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý mình. Để có thể hóa giải và kích hoạt tình duyên, cô chú tuổi Bính Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp cô chú đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng vận đào hoa, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ cho cô chú tuổi Bính Thìn trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi học có nói, cô chú sinh năm 1976 không nên lao động quá sức trong thời gian 6 tháng. Nếu không, cô chú sẽ dễ rơi vào tình trạng lao lực, khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra tổn thương khó có thể chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, cô chú cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Cô chú đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa, nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Ngoài ra, khi đi lại, cô chú cũng cần cẩn thận, tránh chủ quan lơ là, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Đặc biệt cô chú tuổi Bính Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp cô chú hóa giải cục diện, xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ cô chú tuổi Bính Thìn trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của cô chú tuổi Bính Thìn trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của cô chú qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Kế hoạch trọng điểm của cô chú tuổi Bính Thìn trong tháng 7 âm lịch chính là kiếm tiền. Cô chú sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp. Cô chú chỉ cần cân nhắc xem mới đầu tư nào phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai hơn. Nếu cố gắng làm việc, đến cuối tháng cô chú sẽ nhận được một khoản lời lãi hậu hĩnh. Ngoài ra, cô chú tuổi Bính Thìn đang làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều đó, cô chú sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo,
cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, cô chú tuổi Bính Thìn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang lại cho cô chú nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Cho nên cô chú cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Trong các mối quan hệ, cô chú có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ quan hệ với những người, bởi dù có không tiến tới tình yêu, thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều trong tương lai. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của cô chú tuổi Bính Thìn lại trở nên khá ảm đạm. Cô chú ít gặp được chuyện như ý muốn, nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh. Ngoài ra, trong tháng này, cô chú cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng, rồi cuối cùng thiệt hại lại do chính mình gánh chịu. Trong thời điểm này, cô chú cần bình tĩnh xem mình mong muốn điều gì, mình nên làm thế nào để đạt được điều đó, cũng như điều gì mình nên buông bỏ, không nên quá cố chấp, khiến bản thân mệt mỏi. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với cô chú tuổi Bính Thìn. Công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để cô chú vươn lên, khẳng định bản thân. Có lẽ vì thế mà cô chú chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? Tuy nhiên, sức khỏe sẽ xảy ra nhiều vấn đề trong thời điểm này. Cô chú cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông. Nếu không, sẽ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm của cô chú trong tháng này cũng không mấy yên ổn, khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Đến tháng 11 âm lịch, tài vận của cô chú tuổi Bính Thìn có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Cô chú có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Với cô chú đang làm công ăn lương, cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Chỉ cần cố gắng là sẽ được nhận phần thưởng. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp, tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, vận trình của cô chú tuổi Bính Thìn không rực rỡ như những tháng trước đó, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Cô chú nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua, để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của cô chú trong tháng Chạp đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Bính Thìn trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn cô chú tuổi Bính Thìn. Cô chú tuổi Bính Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021 bị hung tinh La Hầu chiếu mệnh, sau này rất kỵ với nam mạng. Bởi sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, cây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn và gây hao tổn tiền tài. Không những vậy, chú còn gặp phải hạn tam kheo trong thời gian này. Cho nên chú cần đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Còn đối với cô tuổi Bính Thìn thì thời điểm này cô bị sao kế đô chiếu mệnh. Có câu nam La Hầu, nữ kế đô để ám chỉ đây là hung tinh, rất kỵ với nữ giới. Khi gặp sao này chiếu mệnh, cô rất dễ bị tai nạn, bệnh tật, tăng khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Cô cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may trong thời gian này. Ngoài ra cô còn gặp phải hạn thiên tinh. Khi gặp sao hạn thiên tinh thì cô phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài, cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay, vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Với cô tuổi Bính Thìn đang mang thai thì đi lại cẩn trọng, cẩn thận, té ngã.
Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Bính Thìn trong thời điểm này có tuần, triệt, quán, sách, chủ việc khó khăn, bất lợi, tăng thêm xui khí xuyên suốt năm. Cung tam hợp có các sao thiên hỷ, long đức, văn tinh, báo tin vui về tình cảm, chuyện con cái, học hành. Tuy nhiên, lại có các hung tinh như đà la, tiểu hao, bệnh phù gây bất lợi về sức khỏe và tiền bạc. Còn cung xung chiếu gồm có các tinh thiên đức mang vận quý nhân tốt, nhưng hung tinh kình dương và quả tú lại báo điểm sát thương về cả thể chất và tinh thần. Cô chú cần cẩn thận trong năm, phải đụng chạm gió kéo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của cô chú tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.